cô em đang làm gì đấy? Em đang giận đủ, giận gì đấy mà. Ta quay đi à. Quay đi nè, anh xem ngay nè. Nhìn cô em trông bảo vệ tốt tính chơi, biết mơ bắn vào người không à. Cô ta đang đảo, em vào xem kỹ à. Trông cái này thôi, cực kỳ nguy hiểm á. Ôi đi ông kia, giận ạ. Tôi phải cho chất mỡ vào mặt bây giờ. Quay mặt vào đây nào. Nhìn vào đây cười phát nào. Kinh. Đã mũ ở người còn thêm cả khẩu trang nữa. Thật là kinh dị. À, lại còn vẫy tay chào nữa. À, chào em à. Thật là vãi kinh. Đừng nhìn dễ thì quay à. À, ui dồi. Thịt quay đéo thì cháy bỏ mẹ lên. Vãi người đẹp. Quay thịt. Người đẹp quay thịt trong nhà em mà cháy. À không, không thể đổi cho thịt cháy được. Bởi mũ ở giống cô ta đang trang một cái kính màu đen. Thôi đi. Nhìn anh quay thịt đây. Anh còn đội mũ ở giống cơ. Đây cũng là bảo hiểm này. Mà cả áo khoác quay rắn đậu thôi. Anh đây còn rắn cá cơ. Chơi cả chảo to tướng à. Dùng cả bộ áo mưa này. Anh có khí công rồi, mưa bắn rồi anh cứ nhảy ra. À anh có một lần tấn của cảnh sát cơ động đây. Nghiệp vụ của anh, úi trời đừng no. Thôi đi, vợ để anh mặc tập dề và đội nón là anh đã dán được thịt cho vợ rồi. Thôi đi. Thôi anh có gì đâu, anh chỉ dùng mâm thôi. Úi trời ơi, một cuộc đấu của hai người tránh mưa bắn đây mà. Mưa bắn làm sao được, anh có lá chắn thần tốc của bìa cấp tông. Thôi đi. Cuộc đấu tranh của anh không bằng của tôi đâu. Tôi mà cảnh sát Superman. Anh cái mắt à, đừng lo, đã có ống. Ông kính bơi của tôi rồi. Úi trời ơi, nhìn mông căng bãi. Chẳng giờ còn đeo kính. Tôi mũ ở giờ mà tốt nhất rồi. Khi thái hàng bóp hành cho vợ. Thôi tôi chỉ là cùng bớ thôi, đừng nhìn tôi. Trời ơi, nhìn là bộ áo mưa của tôi kìa. Dán cá quay chim đánh tao chảo. Úi trời. Tôi kết thúc video của tôi sẽ chia sẻ những hình ảnh mắt cho các bạn. Các bạn cũng muốn những người vợ như này không? Hãy nhấn subscribe và vào đăng ký của tôi nhé. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ.